Rồi ok, xin chào tất cả mọi người đã quay lại với video tiếp theo của mình là anh Túc đây. Ai chưa đăng ký kênh mình thì đừng quên cho mình một nút like cũng như một nút đăng ký để không bỏ lỡ những cái video mới nhất từ mình. Rồi đến cái video hôm nay thì mình lại hướng dẫn cho anh em gọi là cờ lam nhận 500 cái đồng lim từ cái con Solarium, nó có chương trình airdrop được chưa? Anh em nào mà chơi gọi là khô máu với mình thì có thể chơi chương trình này mà sợ gọi chơi chương trình kèo xổ số này được chưa? Còn anh em nào mà sợ xịt ấy, thì có thể không chơi được chưa? Đối với mình xịt hay không mình không cần biết được chưa, mình biết chơi khô máu những cái thể loại cào quay rác như vậy, khi mình x10 x100 thì có sáng lên thì các bạn là ối rồi ôi được chưa. Rồi cũng như thường lệ anh em có thể, con này thì nó có chương trình là gọi là bán hàng này được chưa, đấy các bạn có thể mua nhưng mà tuyệt đối anh em không mua, anh em thì gọi là cờ lam gọi là nghịch vậy thôi được chưa. Mua thì để mình chơi khô máu thì mình đủ khả năng được chưa. Con này thì nó có nhận giới thiệu tuyển red đây, anh em có thể dán địa chỉ bet20 vào để nhận lấy đường link để nhận tuyển red được chưa. Thì cờ lam con này là được 500 dim đấy, nói rõ quan điểm như thế vậy đấy. Còn trước khi đến cái video mình hướng dẫn cho anh em gọi là nhận 500 lim ấy, thì mình xin chúc mừng tất cả anh em nào mà đã theo mình ấy, quả kèo nào quả kèo 1 triệu cái thằng VKBDC này được chưa, thì nó đã được cho anh em gọi là sở góp trên ban kèo sở góp rồi đấy. Hiện tại đây mình có thể vào sở góp cho anh em xem quân check cái con VK BTC mình cũng để dưới phần mô tả để anh em tiện để số gấp. Thì con này hiện tại lúc sáng ấy, thì là nó lên 5 đến 10 đô ấy, xong bây giờ lại xịt rồi. Nếu nói chung là lên lên xuống chơi kiểu sở số rác này khá là buồn cười nhá, được chưa? Rồi bây giờ mình thử dán cái con check của con VKBTC BTC cho anh em để ý này, được chưa? Đây dán đây, đây các bạn có thể thấy VKBTC BTC đây. Mình hướng dẫn hôm qua hay hôm kia gì đấy. Đấy. Mình sẽ quy đổi sang cái thằng BUSDT, được chưa? Xem được bao nhiêu đô. BUS này. Rồi. Mình đánh cái mắc cho nó rực rỡ này. Để xem nó bao nhiêu nào. Ui giời 79 đô. Sáng nay lên 150 bây giờ lại xuống 79 đô. Cá là đây thì chúc mừng anh em nha, anh em mà ôm con này thì nó đã thành công, được chưa? Đấy thì có thể là để ý khi mà nó lên thì anh em có thể xả, được chưa? Thì đối với mình thì cứ để đến Tết, được chưa? Để xả cho tiện thể có tiền tiêu Tết luôn. Rồi quay cái video về cái video chính ngày hôm nay ấy. Nên hiện ra cái gì đây? Đó. Quay về cái video chính hôm nay ấy, thì con nhận 500 cái đồng lim ấy, từ con Solarium ấy, được cái chương trình airdrop của nó ấy, thì cũng như thường lệ anh em kích vào đường link dưới phần mô tả nó ra cái giao diện y hệt như vậy, kích vào đây cho mình được chưa? Kích vào đây sao chép riêng trên điện thoại là vậy, còn máy tính thì kết nối trực tiếp được chưa? Rồi các bạn kích vào đây cho mình, các bạn làm trên ví trước nha, vì ví MetaMask thì làm trên máy tính thì nó dễ hơn với lại nó chuyển đấy. Rồi khi các bạn sao chép xong thì các bạn quay sang ví trước cho mình cũng như mọi con thôi, mọi cái kèo xổ số khác thôi. Chốt mình xóa đi ăn. Rồi vào cái phần mình dán trực tiếp vào đây cho mình nha. Những chơi những quả này các bạn khô máu thì nó rực rỡ lắm, được chưa? Mình đã rực rỡ mấy phát rồi. Rồi các bạn nhớ chuyển mạng Ethereum thành Smart Chain cho mình nha. Thì con này chạy trên nền tảng BSC này, Smart Chain. Mình chuyên chuyên Smart Chain BSC cơ. Đấy. Rồi, nó ra cái giao diện của thằng Solarium, được chưa? Đây, còn 14 ngày nữa là nó rực rỡ rồi, được chưa? Rồi, vào phần Clam này. Đấy, anh em có thể là vào Clam này, Clam ấn vào Clam cho mình nha. Phí nó rơi tầm 0.35 đâu. À của mình vừa nãy là hình cái này nó cho Clam mấy phát nhỉ? Clam in sheet. Nó cho Clam mỗi một phát thôi, của vừa nãy mình Clam một phát rồi thì là nó phí mất 0.35 đô BLB, được chưa? Rồi bây giờ khi các bạn cờ lam xong để chấp nhận nhá thì tiền nó không về ví luôn, thì bây giờ mình chỉ hướng dẫn anh em gọi là cách ép ví của con nhận 500 cái đồng 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 lim như thế nào nhá, ép vào khi bạn cờ lam xong ấy, được chưa? Rồi còn cái phần này phần tiền red đấy, các bạn có thể dán cái con địa chỉ bet20 của bạn vào đây và ấn cái gắt revive này, revive link này, rồi ấn copy để sao chép để đi giới thiệu bạn bè, đơn giản vậy thôi, được chưa? Bây giờ mình hướng dẫn anh em gọi là ép ví nhá. Rồi thoát ra cho mình đây, ấn phần phần ví này. Các bạn thể thấy ví của mình không đấy, 500 lim đó. Rồi ép ép như nào và ép ra làm sao thì mình hướng dẫn luôn nha. Các bạn ấn trực tiếp vào thằng Smart Chain cho mình để sao chép con trách năng, thì các bạn có thể thấy là đã gửi này đấy, cái đã gửi hôm nay này đấy, cái mới nhất đã gửi mới nhất ở đây, kích thẳng vào thì bạn vừa cờ lam cái mới nhất mà, thì ấn trực tiếp vào sao chép con trách của nó này, sao chép con trách của con lim ý, được chưa? Rồi ấn giữ cho mình, rồi ấn chép ok là thoát ra cho mình.
Rồi khi các bạn dán vào đây thì nếu mà nó hiện lên rồi thì không cần ép nữa. Đấy, dán vào đây. Còn nếu mà không hiện thêm lên nữa thì các bạn ấn vào tự động thêm đồng tiền mã hóa cái chữ xanh lù lù này, được chưa? Đó thì nó ra giao diện để cho các bạn ép. Nhớ chuyển đổi mạng BNB Smart Chain cho mình nha. Hiện tại đang Ethereum chuyển đổi mạng đấy, Smart Chain. Rồi các bạn dán địa chỉ vừa nãy sao chép vào cho mình, địa chỉ hợp đồng đấy. Rồi cái tên các bạn viết thế nào thì mình cũng để hết dưới phần mô tả cho anh em tiện đỡ phải check mất thời gian, được chưa? Tên là nó token Solanium, được chưa? Rồi ký hiệu thằng Slim, Slim đấy, được chưa? Rồi số thập phân hình như là 8 ấy. 8 thì phải, a 2. 2 mình nhớ rồi, 2. Rồi khi các bạn điền đầy đủ như vậy, mình có để hết dưới phần mô tả cho anh em tiện, được chưa? Đỡ phải check khi lòng hoảng, được chưa? Rồi khi đầy đủ như vậy thì các bạn ấn vào làm xong cho mình. Đó thì tiền sẽ về địa chỉ hợp đồng không hợp cái gì địa chỉ gì đây. Ui rồi, quên quên vừa nãy mình quên không sao chép cái. Sorry các bạn. Rồi sorry các bạn, vừa nãy thì mình ấn đường link quên, mình không sao chép, được chưa? Rồi các bạn sao chép địa chỉ như vậy, ký hiệu như vậy nha, mình để hết phần mô tả cho anh em tiện rồi ấn vào làm xong cho mình. Đó thì nó hiện lên cái đấy, các bạn có thể thấy không? Thì nó sang cái giao diện của cái thằng token Solanium. Đấy, ký hiệu là Slim, được chưa? Kèo này khá là ngon nha, thì anh em cố gắng làm, được chưa? Thì hiện tại là nó cho airdrop miễn phí thì làm, được chưa? Chứ bảo khô máu thì cũng không có tiền mà khô máu. Đấy, anh em gọi là chơi cho ưng cái bụng thôi, được chưa? Loại như vậy. Còn kết thúc video, chào mọi người, để mọi người nhớ check cái con VKBTC nha, khá là ngon này, nó lên nó bay bổng lắm, được chưa? Bây giờ chào tất cả mọi người.